Ngọc Vy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 10, 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay gồm có Phần 1 là phóng sự sinh hoạt cộng đồng, kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn và lễ thắp nến và rước kiệu tháng Mân Côi tại Giáo xứ Thánh Giuse, North Carolina. Trong phần 2, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, tìm hiểu về tác phẩm và tác giả nhà thơ Ý Anh. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 1 tháng 10, 2017 do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Phường của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị. Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Cao Niên đã được tổ chức tại nhà hàng Thần Tài, thành phố Fortress, Virginia. Thật là một vinh dự và sung sướng cho hội chúng tôi đã được tiếp kiến quý vị hôm nay rất là đông đủ, đã ủng hộ Hội Cao Niên để mừng sinh nhật 40 năm thành lập hội của chúng tôi. Chiều Chủ nhật 1 tây tháng 10, 2017, Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn đã có một dạ tiệc mừng 40 năm thành lập hội tại nhà hàng Thần Tài, thành phố Fortress, Virginia, với hơn 320 quý hội viên, gia đình và thân hữu đến tham dự. Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn thành lập năm 1977 với nhiệt tâm giúp các vị cao niên trong vùng có những sinh hoạt bổ ích và vui tươi. Ngoài ra còn có những buổi lễ truyền thống dân tộc để duy trì và bảo tồn văn hóa Việt Nam, cũng như giúp các con cháu sinh trưởng tại hải ngoại biết được phong tục tập quán của tổ tiên như lễ tổ tiên và chúc thọ, lễ tưởng niệm nhị vị Trưng Nữ Vương, lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương, lễ Thanh Minh, v.v. để giúp hội viên luôn có những tin tức sinh hoạt của hội. Với tổng số gần 300 người, hội đã ấn hành bản tin cao niên hàng tháng gửi đến các hội viên qua đường bưu điện. Do đó, các hội viên không đến tham dự những buổi họp hàng tháng vì lý do sức khỏe hay khó khăn trong vấn đề di chuyển đều có thể cập nhật tin tức của hội. Trong buổi tiệc, hội đã trình diện tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019. Hội chúng tôi vẫn kêu gọi bà con, cô bác, những hội viên, những cụ bô lão đã giúp đỡ hội để mà tạo nên cái sự sinh hoạt chung trong coi như tính cách gia đình, nghĩa là để cho các cụ có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu bên con cháu. Đó là cái ý nguyện của hội chúng tôi. Ở đây cũng chia chung vui với quý vị ở đây. Tôi cũng là cao niên, thành ra cái vấn đề cao niên đối với tôi là một cái thời kỳ mà con người ta chuẩn bị để lại cái tiếng nói của mình. Cái hội đạo niên thấy cái hội đó rất tốt và mà có cái sự đoàn kết, cái đó là quan trọng nhất, và nhất là được hướng dẫn bởi những người có kinh nghiệm đối với cái việc mà lập hội để giữ lại cái tinh thần chống cộng của mình. Mình ở trong Hội Trương Vương vừa mới có cái lễ 100 năm Hội Trương Vương thì mình thắp tùng theo phái đoàn Trương Vương. Thì chị Hồng Thủy có mời xuống đây để dự cái ngày cao niên 40 năm. Thường ở Cali thì chị cũng thường hay hát cho các hội cao niên, cho nên chị rất hân hoan để hát tặng cho quý cô, quý vị ở trong Hội Cao Niên. Đó là tại sao chị đến đây. Em tên là Mỹ Hạnh, còn đây là chị Võ Phích, còn đây là Kim Châu. Và tất cả là năm chị em trong nhóm múa với nhau. Rồi ở cũng là hội viên ở trong Hội Cao Niên ngày hôm nay để mà dự tiệc mà sinh nhật lần thứ 40 của Hội Cao Niên. Mấy chị em đến chung vui trong buổi sinh nhật hôm nay và cũng giúp vui cho chương trình văn nghệ. Trong cái thời gian mà chuẩn bị một bài múa như vậy thì đôi khi tập hợp chị em lại cũng hơi có người bận cái việc này, người bận cái kia, không hơi khó tí xíu. Nhưng mà cũng dài tháng nó mới xong. Bích Phượng tường trình từ Fortress, Virginia.